Sáng đi chợ có thấy xà lông này nè, nó rẻ quá đi. Có mua mớ xà lông này về chút nữa mình nướng mỡ hành, đậu phộng nữa mình bỏ vô mình nướng nó. Cái này đó mình ngâm nó, sắc miếng ớt với miếng tắc á, mình bỏ vô mình ngâm. Ta nói mình ngâm vậy cho nó miệng nó nhả bùng rồi á. Ớt này vô nó ngâm có ớt có cay cay vậy nè, cái nó mới nhả hết cái bùn đồ nó ăn ở miệng nó dơ á. Nặng thêm tắt vô nữa. Rồi, nặng vô 3 trái tắc nữa nè. Đổ chua nữa. Mình nặng chanh nó vô mình rửa cái vỏ nó nè, nó trắng nè. Nó trắng vỏ nó ra nè. Ngâm nó chút xíu đi cho nó nhả ra đi, rồi cái mình đổ ra để mình chút nó mình đi nướng đó. Mười lăm phút sau rồi nè, đó con xà lông nè, nó hở miệng ra nè, nó nhả nước dơ ra rồi nè, vớt lên để mình đi nướng đó nè. Xong rồi nè, rửa sạch sẽ rồi nè, giờ mình đem vô mình đi nướng thôi. Rồi nè, nó hả miệng ngon quá. Rồi giờ bắt đầu nè, mình trời mát mẻ quá đi ra ngoài này để mới nướng sò, mà giờ mình làm trước cái chén mỡ hành ha. Bắt cái chảo lên nóng đi, xong cái mình chế dầu vô đây đi, chế dầu vô chảo nè, chế dầu vô đây mình cho nó 4 muỗng dầu. Dầu nóng rồi nè, giờ bắt đầu mới cho nó vô đây nè. Đường nè, đường cát, cho nó vô đây 2 muỗng đường cát, 1 muỗng hạt nêm nè. Rồi xong để mình chế dầu ăn vô đây. Nè, chảo dầu nó nóng rồi nè. Rồi mình múc vô, mình cho nó vô trong cái hành này nè. Cái chén mỡ hành này, chút mình để mình nướng sò. Đó, làm mỡ hành nó sôi lên vậy nè, chút cái hành mình nó xanh, nó đẹp nữa. Xà lông lên mình nướng nè, ngộ quá háng mình nướng vậy nè, đó nó hả miệng ra nè. Chị Năm ơi, chị Năm ơi, cứu con Năm ơi. Ủa gì vậy, sao hả? Trời ơi, thiệt hả? Luôn á. Hả? Năm phải cứu con đợt này mới được. Sao vậy? Trưa nay má con lên huyện rồi nên không ai nấu cơm con ăn hết. Bự như vậy bỏ đi chút xíu vậy mà chạy kiếm gì Năm làm hết. Dạ. Thôi tán gì Năm nè, phụ nướng gì Năm đi nay. Nướng món gì bữa nay, món gì Năm? Hồi sáng gì Năm đi chợ thấy cái xà lông này nó rẻ nè. Cái gì Năm muốn đem ra đây nướng mà mình nướng ngoài trần vậy nè. Trời thiệt. Qua cái dạ dạ rồi để kiếm cái ghế. Dạ dạ dạ. Phụ đi coi, phụ lẹ lên. Có ghế rồi, có ghế rồi Năm ơi. Có ghế rồi, ngồi xuống. Dạ dạ. Con gấp con ấy nhau gì Năm. Có cái thịt á để nghiêng bên để gì Năm để mỡ hành vô. Dạ dạ. Để mỡ hành với đậu phộng nữa. Mình làm nướng ăn ngoài này. Ngon ha. Nữa là chút nữa cái gì Năm để cho con nướng nha, gì Năm đi công chuyện chút nha. Ờ Năm bỏ con vậy không? Con ở đây con nướng gì dạ. Để đây cho nướng mà, gì Năm đi công chuyện chút à, chút lại liền à chứ không có bỏ đâu. Cái này nãy chút nãy cái mỡ hành này gì Năm có bỏ vô một chút đường, một chút hạt nêm á. Nó cũng mặn mặn ngọt ngọt. Dì Năm để cho con nướng nha. Dạ. Dì Năm đi công chuyện chút rồi dì Năm lại dì Năm nướng với con nha không? Dạ dạ. Mỡ dạ. Hành với đậu phộng này dì Năm làm nó mấy con thấy rồi ha, làm được dạ. Ha. Dạ rồi, dạ. Dì Năm gửi con nha không? Dạ con ơi. Con nướng nha. Dạ dạ. Đó, Năm đi. Dạ dạ rồi. Để con, để con. Cái này để con. Wow.
mắt rồi. Rồi, dạ ơi, nướng xong chưa con? Dạ, dạ, con gần xong rồi, Năm ơi. Rồi. Trời, ngon quá, vậy ngon rồi Năm. Có làm thêm muối tiêu chanh gì Năm làm sẵn nè. Trời ơi, thiệt, cái này ăn với muối tiêu chanh là hết, hết sảy luôn á. Rồi. Thiệt. Chắc dì cháu mình ngồi để ăn luôn quá sao? Rồi dì cháu mình nguội nguội cái này là thử được rồi. Dạ, dạ. Rồi, ăn thử rồi, vậy Năm thử cái này sao đâu. Năm ăn trước thử đi Năm. Rồi. Cái này á, mình gỡ ra mình chấm muối tiêu. Dạ. Rồi. Ôi, muối tiêu chanh nè. Ôi, mọi người ơi, con sò này nó bự ghê luôn nè. Nó mập nữa. Ngon thiệt luôn á Năm ơi. Chắc còn lấy ngon. Nó ngọt ngon quá ha. Dạ. Trời, tài nghệ con nướng mà. Đây, con thử đi. Nó ngon quá bà Hường. Ngon quá. Thì cái này là mồi nhậu là hết sảy luôn á Năm. Trời ơi, con sò quỷ gì mà nó bự dữ Năm. Thiệt luôn á. Con này chắc ăn ngon lắm luôn nè. Tại vì hồi sáng giờ Năm mua á, cũng có lớn có nhỏ á. Con thử nha. Đó, rồi con thử đi con. Trời ơi, bự khủng khiếp luôn á. Nó mập nữa đó. Ăn đã ha. Vô ăn nghe nó mát cái miệng quá ha. Đúng luôn á Năm. Thiệt sự ngon luôn á. Như vậy là bữa nay con ghé nhà dì Năm ăn được món sò lông nướng mỡ hành này ngon tuyệt vời luôn. Đã. Quá đã. Dì Năm cũng món nướng mỡ ngon. Dạ. Và nếu như mọi người có muốn má nấu thêm những món gì thì nhớ comment ở phía dưới nha. Và Hoàng Gia và dì Năm rất là cảm ơn mọi người. Và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.